Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Thục Cẩm Nhân Gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 66. Trước cổng nhà họ Triệu, hàng trúc dài được dựng lên rất trang trọng. Nhà họ Triệu tổ chức tiệc rượu di động, thông báo sẽ kéo dài suốt 10 ngày. Nhà họ Triệu nhận được tin từ Cẩm Vương, khiến cả vùng Tam Đảo Yền trở nên sôi động. Ai ai cũng vui mừng. Khi tin tức lan truyền khắp thành, ngay lập tức pháo nổ vang trước cổng, suốt đêm vẫn không ngừng. Cách một con phố, tiệc rượu di động của nhà họ Triệu gần như đã đến trước cửa nhà họ Quý. Cửa nhà họ Úy đóng chặt, nhưng tiếng ồn náo nhiệt bên ngoài vẫn xuyên qua cửa, khiến ba mẹ con nhà họ Quý đang ăn tối không khỏi cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Một tháng trước, nhà họ Quý còn mong đợi nhà họ Triệu giành được Cẩm Vương. Cùng với việc hôn sự của Quý Anh Anh sẽ mang lại niềm vui nhân đôi, thêm phần vinh dự. Một tháng sau, chỉ hy vọng nhà họ Triệu chứng kiến sự thăng hoa của Cẩm Vương, hai nhà không còn khúc mắc, giữ được sự thanh tĩnh. Bà Quý đặt đũa xuống, lo lắng nhìn con gái mình. 3 ngày trước, Quý Anh Anh còn ăn không nổi, thậm chí tìm đến cái chết. Hôm nay đi xem đấu gấm, bà Quý lo lắng đề phòng, thấy con gái trở lại bình an. Dường như không có việc gì, nhưng vẫn không thể yên tâm. Quý Anh Anh cầm muỗng múc canh gà từ chén trúc đặt trước mặt mẹ, nói vẻ bất lực. Mẹ, sao mẹ không tin con chứ? Con đã nói rồi, chuyện của con và Triệu Nhị Lang không liên quan đến gia đình nhà trai nhà gái. Nhà anh ta cũng không để anh ta làm chủ. Ba cứ quấn quýt si mê anh ta có ý nghĩa gì chứ? Con đau khổ trong lòng, nhưng con tự hiểu rõ mà. Điền Mama đã hầm canh bổ. Mẹ uống thêm một chén đi. Nàng múc canh cho cả anh trai và mình. Chén trúc giòn tan, canh gà thơm ngon. Nàng mút lấy từng muỗng, cảm giác thoải mái như mèo phơi nắng, hé mắt. Bà Quý do dự, rồi mở miệng. Anh nghe nói Nghiêu Ngũ Nương đã 18, Nghiêu gia lo lắng, năm trước đã muốn xuất giá. Nàng biết rõ con và Triệu Nhị Lang là thanh mai trúc mã. Tam Đảo Yền lớn như vậy. Nhà ta và Triệu gia chỉ cách một con phố. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Mẹ thật sự lo lắng. Nghiêu Ngũ Nương trên mặt có vết bớt, người ngoài không biết có xấu đến mức nào. Nếu ngày cưới, khi vén khăn voan lên mà quá xấu, Triệu Tu Duyên trong cơn tức giận lại đến dây dưa anh thì phải làm sao? Dù Nghiêu Ngũ Nương có đại lượng đến đâu, cũng là nữ tử. Nếu nàng ta chút giận lên anh thì phải làm sao? Quý Anh nghĩ đến thái độ chọn chồng của Nghiêu Ngũ Nương, không lo lắng lắm. Nàng lo lắng cho Triệu Tu Duyên nhiều hơn. Triệu Tu Duyên vừa từ tàng chân các đấu gấm trở về, có lẽ còn chưa biết dung mạo của Nghiêu Ngũ Nương. Anh ấy có thể thương, nhưng người trong nhà cũng giấu giếm anh ấy. Có lẽ, người Triệu gia chỉ thấy qua khăn che mặt của Nghiêu Ngũ Nương. Hôm nay nàng nói rõ ràng, Triệu Tu Duyên sinh oán hận, tức giận rời đi. Nếu anh ấy gặp lại Nghiêu Ngũ Nương với vết bớt trên mặt, làm sao anh ấy có thể bình tĩnh tiếp nhận một người vợ như vậy? Đây cũng là lựa chọn của anh ấy. Anh ấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn chấp nhận cuộc hôn sự này. Nàng chỉ có thể hiểu và tha thứ cho anh ấy, không thể tiếp tục với anh ấy nữa. Anh ấy buồn rầu, khổ sở, nàng cũng không thể an ủi. Những năm qua tình cảm, những vướng mắc trong lòng Quý Anh cứ quay cuồng trong đầu nàng. Với những tình cảm như vậy, nàng không thể chặt đứt tất cả, chỉ có thể nhét chúng vào sâu trong đáy lòng, dùng danh phận, ân tình của mẹ và lý trí kết thành một tảng đá dày, để ngăn chặn những tâm tư rối ren đó. Đợi đến khi thời gian trôi qua, những tâm tư đó dần dần hóa thành nước, chảy hết đi. Nàng không muốn mẹ và anh trai lo lắng cho mình, lấy cớ mệt mỏi, trở về tiểu viện của mình. Chờ khi gả cho người khác, nàng sẽ từ từ quên Triệu Nhị Lang. Tốt nhất là định hôn sự cho muội muội, năm sau sẽ xuất giá. Hiện tại, người đáng tin nhất chỉ có Chu Nhị Lang và Thịnh Đại Lang. Chu Nhị Lang thì thôi đi, nhà anh ta ở Tam Đảo Yển, mà anh ta lại ngốc nghếch. Thịnh Đại Lang thì tốt hơn. Đính hôn với anh ta, muội muội đến Ích Châu Thành, tránh được Triệu Tu Duyên, mà cũng không quá xa nhà. Quý Diệu Đình nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Triệu Tu Duyên lấy người khác thì thôi, nhưng muội muội mình lại phải vì anh ta mà vội vàng đính hôn, đây là chuyện cả đời, tại sao Quý Anh phải gấp gáp xuất giá như vậy? Bà Quý cũng nghĩ như hắn. Bà thở dài nói. Anh hiểu chuyện, nói không dây dưa thì sẽ không dây dưa. Trong lòng nàng làm sao không khó chịu. Như vậy mà đính hôn, sang năm đầu xuân xuất giá, cũng quá ủy khuất cho nàng. Để mẹ suy nghĩ lại. Bóng đêm dần buông xuống, tiếng pháo và người ở trước cổng nhà họ Triệu dần thưa thớt, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, một vài ngọn đèn sáng lên trong vườn nhà họ Triệu, làm cho tòa tiểu lâu 2 tầng trở nên rực rỡ. Lang quân, mỗi phòng đều thêm một ngọn đèn. Triệu An cẩn thận hỏi. Dưới mái hiên treo đèn lồng, trong phòng đèn nến đều thắp sáng, nhưng Triệu Tu Duyên vẫn chưa thấy đủ. Anh ấy không trả lời, bước từng bước lên cầu thang. Phòng tiệc ở lầu 2 thắp 4 ngọn đèn, 6 cây nến. Anh ấy đi đến cửa sổ, mạnh mẽ mở ra, đứng dưới ánh đèn. Sân nhỏ trước nhà họ Quý sớm đã tắt đèn, trong bóng đêm chỉ thấy lờ mờ tầng tầng mái nhà. Ta không tin, ngươi không nhìn thấy ta. Đêm đó ta không dám thắp đèn, sợ ngươi oán ta, sợ ngươi đau lòng. Tại sao ta phải nghĩ cho ngươi? Quý anh, đến lượt ngươi, chỉ dám trốn trong bóng đêm nhìn ta. Ha ha. Triệu Tu Duyên di chuyển đến bên cửa sổ, ngồi xuống, tiện tay cầm bình rượu trắng rót vào miệng. Anh ấy uống rượu Miên Trúc đặc sản của Kiếm Nam đốt xuân. Một hương vị rượu nhẹ và nồng nàn từ từ lan tỏa từ dạ dày. Nhưng Nguyễn Trường Túy không còn nữa tỉnh. Anh ấy lẩm bẩm, không biết đối với Quý anh là hận, là oán hay là thất vọng. Những cảm xúc đan xen làm Triệu Tu Duyên tối nay chỉ muốn say. Ngươi lại đem khăn gấm đó cho hắn. Anh, ngươi còn là Quý anh mà ta từng biết sao? Vô dụng, ta sẽ không tha ngươi. Anh ấy ngửa đầu cười, nhìn ra ngoài, mái hiên như trăng rằm nhô lên, trên đó có một tượng thạch thú nhỏ. Anh ấy nhìn chằm chằm vào tượng thạch thú, mỉm cười. Ngươi không đi đâu được, nương tử, bên kia thắp rất nhiều đèn. Tương Nhi vui mừng chạy đến nói với Quý anh. Thắp nhiều đèn lại có ý nghĩa gì? Ngươi nếu không làm chủ được, còn trêu chọc ta làm gì? Ngươi vì Triệu gia đồng ý cưới Nghiêu Ngũ Nương, ta sẽ không bao giờ thắp đèn đáp lại ngươi. Quý anh buông cây lược gỗ trong tay, nhìn mình trong gương với nụ cười chua chát. Ta muốn yên tĩnh, ngươi không cần trực đêm, trở về phòng ngủ đi. Sao chỉ qua một đêm, nương tử đã không nhìn đèn sáng ở tiểu lâu bên kia? Tường Nhi biết sau khi phát hiện Quý anh không vui. Nàng buồn bã nói. Nương tử, là do nô tỳ lắm miệng, để nô tỳ hầu hạ ngươi. Được rồi, từ nay không nhìn về bên kia nữa. Ta và Triệu Nhị Lang đã hết duyên. Ta không trách ngươi, ta chỉ muốn yên tĩnh một chút. Đi ngủ đi. Quý anh cắt ngang lời nàng, thúc giục Tương Nhi ra khỏi phòng. Lăng Nhi bên ngoài kéo Tương Nhi đi ra, quay đầu lại nhìn, thấy Quý anh đã chốt cửa, dập tắt ánh nến. Nàng nhìn về hướng vườn, thấp giọng mắng. Không cưới nương tử nhà chúng ta, bày trò này chẳng lẽ còn muốn dụ dỗ nương tử nhà ta đi làm thiếp sao? Tương Nhi bĩu môi giải thích. Tối qua nương tử còn mong đèn trên lầu đó mà. Lăng Nhi kéo nàng vào phòng, thấp giọng nói. Ngươi đúng là ngốc. Hôm qua giống hôm nay sao? Ngươi chỉ cần nhớ, nương tử nhà chúng ta không còn tốt với hắn. Mau ngủ đi, đêm nay nương tử sẽ không gọi chúng ta. Không chừng có nhiều người thương tâm đâu. Nói rồi, nàng lặng lẽ kể lại chuyện hôm nay cho Tương Nhi. Nhớ kỹ, sau này đừng nhắc đến Triệu gia lang quân trước mặt nương tử. Lăng Nhi nói xong, dập tắt đèn, kéo màn đi ngủ. Thấy đèn trong phòng đã tắt, một bóng người lặng lẽ nhảy xuống từ trên cây, tiến về phòng ngủ của Quý anh. Chương 67. Bóng đêm từ song cửa sổ chiếu vào phòng. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, sau một thời gian, Quý anh dần dần nhìn rõ màu xanh trên màn thêu lá trúc. Ngày hẹn hò với Triệu Tu Duyên tại Trúc Lâm Tự trôi qua rất nhanh. Niềm vui đó nàng muốn chia sẻ với mọi người, nhưng với những người bạn thân, như Trương gia đại nương tử, cô em gái Chu Nhị Lang, Quý anh không dám kể. Người trước nhắc tới Triệu Tu Duyên, mắt sáng lên, sau khi biết, chắc chắn sẽ nói ngay cho Chu Nhị Lang. Nàng chỉ có thể về nhà, thêm vào màn một chiếc lá trúc. Dần dần, cả màn của nàng đều thêu đầy lá trúc. Quý anh nghiêng người, dùng tay chạm vào mặt, rồi đưa tay đi sờ soạng. Có lúc nàng không thể oán ai, chỉ có thể trách số phận. Màn dưới tay nàng khẽ động, Quý anh nhìn xuyên qua cánh đồng xanh tươi, thấy trên cửa sổ hiện ra một bóng đen. Đêm nay có gió không? Thổi bóng cây hoàng giác lên cửa sổ. Nàng kinh ngạc nhìn, tâm hồn như bay đến sân trước. Nhớ đến những đèn lồng sáng rực, nghĩ về Triệu Tu Duyên ngồi dưới ánh đèn, lòng nàng lại quặn thắt. Ngay lúc Quý Anh Anh đang xuất thần, một lưỡi dao mỏng từ khe cửa sổ đưa vào, nhẹ nhàng kích thích chen vào trong. Lưỡi dao phát ra tiếng cạch, rồi bị đẩy ra ngoài. Quý Anh Anh nghe thấy tiếng đó, nàng thấy cửa sổ dần dần bị đẩy ra. Là tên trộm. Quý Anh Anh bịt miệng, sợ hãi run rẩy. Nàng bắt đầu hối hận vì sao không gọi Tương Nhi ở lại phòng trực đêm. Từ chính phòng đến xương phòng có một khoảng cách, cách chính viện xa hơn. Lúc này mà kêu cứu, tên trộm chắc chắn sẽ lao tới. Sợ rằng còn chưa kịp vào sân nhỏ, nàng đã bị hắn làm hại. Quý Anh Anh bỏ qua ý định chạy trốn qua cửa. Nàng lặng lẽ xuống giường, với tay lấy cây nến trên bàn, nhổ ngọn nến ra, để lộ đầu nhọn sắc bén, cảm thấy có chút yên tâm. Nàng bước nhẹ, không muốn gây ra tiếng động, từ từ đẩy cửa sổ. Phòng ngủ được bày trí đơn giản, cạnh tường là hòm và bàn trang điểm. Trước giường có một cái kỷ trà, sau giường là tấm bình phong. Giường thấp không thể giấu người, trốn sau bình phong cũng dễ bị phát hiện. Quý Anh Anh quyết tâm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, cầm ngọn nến nhọn tiến gần cửa sổ. Chỉ cần tên trộm dám nhảy vào, nàng sẽ đâm hắn bị thương rồi gọi người. Ngay lúc cửa sổ bị đẩy ra, Quý Anh Anh giơ ngọn nến lên đâm mạnh tới. Một cơn gió trong đêm thổi qua, Dương Tĩnh Uyên nhờ vào bản năng nhạy cảm mà nghiêng đầu tránh. Quý Anh Anh đâm trượt, cả người nhào vào cửa sổ, ngẩng đầu đối mặt với hắn. Đối phương che mặt, mặc đồ dạ hành, chắc chắn không phải người tốt. Thấy mắt nàng càng mở to, miệng há ra, Dương Tĩnh Uyên không để nàng kêu lên, nhảy vào từ cửa sổ, bịt miệng nàng ngay khi Quý Anh Anh định hét lên, nắm chặt cổ tay nàng. Cổ tay Quý Anh Anh đau nhói, buông tay, ngọn nến rơi xuống sàn nhà với tiếng ầm. Tiếng vang đột ngột trong đêm, Quý Anh Anh mừng thầm, giãy giụa đá một cú, ngọn nến lăn lông lốc, đập vào sàn nhà rồi lăn thêm vài vòng. Tương Nhi, Lăng Nhi, đừng ngủ quên quá, mau nghe tiếng động mà gọi người tới. Dương Tĩnh Uyên chú ý theo dõi ngọn nến lăn, lắng nghe tiếng động. Khi thấy không ai nghe thấy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái này thật sự gan lớn, phát hiện có người đột nhập mà không gọi ai, lại còn tự mình ra tay. Nghĩ đến đây, Dương Tĩnh Uyên muốn mắng nàng ngu xuẩn. Quý Anh Anh bị hắn giam cầm chắc chắn trong lòng, trán toát mồ hôi, hối hận đến xanh ruột. Lúc phát hiện hắn, lẽ ra phải hét lên thật to để có cơ hội chạy trốn chứ. Là tiệc Triệu gia đưa tới tên trộm sao? Muốn trộm Triệu gia, Quý gia nhỏ bé có gì để trộm? Chẳng lẽ là kẻ trộm hoa? Nghĩ đến đây, Quý Anh Anh sợ hãi đến suýt ngất. Trong bóng tối, nàng run rẩy trong lòng hắn, hắn không biết phải làm gì. Hắn không dám buông tay, sợ nàng kêu lên, hắn cũng không muốn mở miệng, sợ nàng nhận ra giọng mình. Hai người cứ thế giằng co. Khuôn mặt nàng nhỏ gọn trong tay hắn, mịn màng trơn láng. Tay hắn chạm vào đôi môi mềm mại của nàng thở dồn dập, hơi thở nàng khiến tay hắn ngứa ngáy. Hắn chỉ muốn đưa phong thư nhắc nhở nàng cẩn thận với Triệu gia. Hắn không muốn Quý Anh Anh biết đó là hắn, càng bí ẩn, nàng càng dễ tin, biết là hắn, có lẽ Quý Anh Anh sẽ nghĩ hắn đang gây rối. Dương Tĩnh Uyên chần chừ, Quý Anh Anh ngửi thấy mùi hương lạ lẫm từ người hắn, càng xác định đây là kẻ trộm hoa. Sao nàng lại khổ thế này? Nước mắt trào ra. Nàng sợ quá khóc, Dương Tĩnh Uyên phải cố gắng bóp giọng nói. Ta không phải người xấu. Nửa đêm đột nhập qua cửa sổ, che mặt trong đêm. Còn không biết xấu hổ ôm mình chặt như vậy, không phải người xấu. Quý Anh Anh phát ra vài tiếng ù u. Người tốt, mau buông tay ra. Ta sẽ hét lên cho người nhà biết ngay. Ta nhận ủy thác của người khác. Đưa thư cho ngươi, ngươi không cần kêu, ta sẽ buông tay. Đưa tin, Quý Anh Anh ậm ừ vài tiếng. Dương Tĩnh Uyên buông tay ra, vội vàng lấy một phong thư đặt lên bàn. Quý Anh Anh nhìn thấy, đúng là đưa tin. Ai nhờ ngươi đưa tin? Bóng đêm từ cửa sổ chiếu vào, Quý Anh Anh mặc áo trắng, phấn hồng rơi trên quần, đôi chân trần đứng trên sàn nâu, như ánh trăng rơi xuống chân nàng, trắng muốt. Dương Tĩnh Uyên nhìn ngây người, khi nghe nàng hỏi, Hắn quên bóp giọng, vô thức nói. Viết rõ ràng, tự ngươi xem. Vừa nói xong, hắn biết mình lỡ lời, hối hận xoay người rời đi. Dương Tam Lang, ta hỏi lại, ai nhờ ngươi đưa tin? Quý Anh nhận ra, nàng càng nhìn thân hình càng chắc, liền gọi tên hắn. Dương Tĩnh Uyên muốn tự tát mình, hắn xoay người kéo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, bĩu môi nói. Đã gần giờ tí, sao ngươi chưa ngủ? Thấy có người đột nhập, sao không gọi người? Không có võ nghệ, cầm cây nến làm gì? Thật là ngu ngốc. Quý Anh tức giận vô cùng. Ngươi định dọa ta chết à? Ngươi còn dám nói ta sai? Ta ở nhà ta, muốn ngủ hay không là việc của ta. Ngươi nửa đêm không ngủ, chạy đột nhập phòng ta, ngươi muốn gì? Hắn vốn có thể nhét thư qua khe cửa, nhưng không muốn để nha đầu phát hiện có người nửa đêm đến. Nên đi vòng cửa sau, may mà trong phòng không sáng lắm, nếu không Quý Anh đã thấy mặt Dương Tĩnh Uyên đỏ bừng. Hắn bướng bỉnh nói, ta đến đưa thư thôi, đừng làm như ta là kẻ trộm. Ta không định vào đâu, nhưng khi đẩy cửa sổ, người đã đâm tới, may mà ta nhanh trí tránh kịp, nếu không đã bị đâm thủng rồi. Quý Anh vẫn chưa hoàn hồn, giận dữ nói. Ta đâm kẻ trộm, có gì sai? Nửa đêm lén lút, có thư gì cần đưa lúc này? Dương Tĩnh Uyên không biết trả lời sao. Hắn chỉ muốn báo cho nàng biết về tiệc hoa sắp tới. Hắn lúng túng quay mặt. Tự ngươi xem, ta đi đây. Hắn nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Quý Anh nắm lấy thư đuổi theo. Này, ngươi còn chưa nói ai nhờ ngươi đưa thư. Dương Tĩnh Uyên im lặng, lấy từ ngực ra chiếc khăn gấm đặt trên bệ cửa sổ. Ta nhặt được ở bờ nước. Triệu Nhị Lang thấy chiếc khăn này, hắn có lẽ hiểu lầm ngươi. Hắn ưỡn ngực nói. Ta cố ý để hắn thấy. Việc này ta làm không minh bạch, ngươi muốn mắng chửi thì cứ mắng. Chiếc khăn gấm nằm trên bệ cửa sổ, đóa cúc trên đó nở rộ. Khi Triệu Tu Duyên thấy chiếc khăn gấm này trên người Dương Tĩnh Uyên, hắn sẽ nghĩ rằng Dương gia đã cho mình chiếc khăn quý. Nếu vậy, tại sao đêm nay hắn lại thắp sáng cả vườn? Quý Anh mặt trắng bệch, nàng cầm chiếc khăn ném ra ngoài, đóng sầm cửa sổ. Khăn này không phải của ta, nhặt được thì ném đi. Dương Tĩnh Uyên cúi nhặt chiếc khăn gấm, nghe tiếng khóc bị nén lại trong phòng, không khỏi nhíu mày. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 68. Đã trễ thế này, cửa thành Ích Châu đã đóng từ sớm. Dương Tĩnh Uyên định tá túc ở nhà lão quản gia. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào trong phòng, hắn không rời đi ngay. Hắn ngồi dựa vào chân tường, mở bức khăn gấm và đặt lên đầu gối. Vuốt ve những đường thêu hoa trên khăn gấm, cảm nhận rõ từng nét thêu, hắn tưởng tượng thấy dáng vẻ thành thạo của Quý Anh khi may vá. Không biết đã ngồi bao lâu, tiếng khóc trong phòng từ từ yếu dần và biến mất, thay vào đó là những tiếng thở đều đều. Đã ngủ thiếp đi. Dương Tĩnh Uyên đứng dậy, hắn do dự một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra một khe hở. Quả nhiên, Quý Anh ngồi trên sàn gỗ, dựa vào chiếc kỳ trà và ngủ thiếp đi. Tóc dài đen như mảng che mặt phủ xuống người nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt và tiều tụy. Hắn muốn rời đi, nhưng lại không nỡ. Nhìn nàng một hồi lâu, gió thu mang đến cảm giác lạnh buốt, xiêm y dính lớp sương mỏng. Dương Tĩnh Uyên đẩy cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào trong. Tim hắn đập dồn dập, hắn đưa tay ra nhưng lại rụt về, sợ đánh thức nàng. Hắn rón rén đến bên giường, lấy chăn mền và cẩn thận đắp lên người nàng. Chân nàng lộ ra ngoài, trên nền sàn nhà màu nâu và lớp chăn lụa xanh sẫm, trắng đến nỗi chói mắt. Máu trong người hắn dồn hết lên đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Như bị ma quỷ khiến, tay hắn đặt lên chân nàng. Lòng bàn tay như chạm vào một quả ngọc, lạnh buốt thấm vào người. Hắn ngừng thở, không dám cử động. Cảm giác ấm áp từ tay hắn truyền đến chân làm Quý Anh thấy dễ chịu. Nàng khẽ vặn vẹo người, vùi đầu vào chăn. Cả hai chân nàng đều hướng về tay Dương Tĩnh Uyên. Dương Tĩnh Uyên nửa ngồi trước mặt nàng, nghe thấy tiếng thở của nàng lại trở nên đều đặn và kéo dài. Hắn đặt chân nàng vào trong chăn mền, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Sau khi khép cửa sổ, hắn ngồi bệt dưới chân tường, thở từng ngụm từng ngụm. Hắn dùng lực ấn ngực mình, tim đập thình thịch như muốn bật ra ngoài. Hắn tựa đầu vào tường đá, không nhịn được mà bật cười. Sáng sớm, Quý Anh nghe tiếng gõ cửa. Nương tử, dậy chưa? Nô tỳ mang nước nóng đến. Là Tương Nhi à? Vào đi. Quý Anh lẩm bẩm, mặt cọ vào trong chăn. Tương Nhi đặt chậu gỗ xuống đất, đẩy cửa. Nương tử, cửa không khóa. À, tối qua ta quên khóa cửa. Quý Anh nghĩ, nàng ngáp một cái, mở mắt. Nàng nhận ra mình đã ngủ trên sàn gỗ. Nàng ngồi dậy, tấm lụa xanh sẫm trượt xuống từ người nàng. Quý Anh chạy chân trần tới mở cửa. Nương tử, ngươi đi chân trần sẽ lạnh, trở về giường ngồi đi, nô tỳ sẽ hầu hạ ngươi rửa mặt. Tương Nhi nói, mang chậu nước đặt lên giá gỗ, rồi tiến lại gần ổ chăn trên sàn. Tương Nhi nói, mang chậu nước đặt lên giá gỗ, rồi quay lại thấy ổ chăn trên sàn, nàng tiến lên nhặt nó. Nương tử sao lại đá chăn mền xuống đất thế này? Nàng không nghe Quý Anh trả lời, quay lại nhìn thì thấy Quý Anh đang ngơ ngác đứng ở cửa. Nương tử, sao vậy? Quý Anh lấy lại tinh thần, đi đến trước giường ngồi xuống. Không có gì. Tương Nhi mang khăn nóng đưa cho nàng, đắp khăn lên mặt, Quý Anh vẫn đang suy nghĩ, chẳng lẽ tối qua mình đã kéo chăn mền từ trên giường xuống đắp lên người? Sao mình không ngủ luôn trên giường mà lại ngủ dưới sàn? Có lẽ lúc đó mình đã quá mơ hồ. Tương Nhi nắm chân nàng để mang giày, oán trách. Đã mùa thu rồi, nương tử không thể đi chân trần trên sàn. Lạnh từ chân vào, dễ bị cảm lạnh nhất. Quý Anh rút chân lại, khăn trên mặt rơi xuống. Nàng trừng mắt nhìn Tương Nhi ngơ ngác, cười tươi. Có chút ngứa. Nàng tự đi giày, đột nhiên thấy dưới ngăn tủ lộ ra góc một phong thư. Chuyện tối qua chợt hiện rõ trong đầu. Rốt cuộc là chuyện gì gấp gáp đến mức Dương Tĩnh Uyên phải đưa tin vào nửa đêm? Nàng nghĩ đến khăn gấm, vội bước đến cửa sổ và đẩy ra. Nhìn quanh một hồi, cũng không thấy đâu, chắc chắn là Dương Tĩnh Uyên đã nhặt lại. Nghe Dương Tĩnh Uyên nói tối qua, Quý Anh lập tức hiểu ý đồ của Triệu Tu Duyên khi thắp sáng đèn khắp lâu đài. Triệu Tu Duyên chắc nghĩ mình đã bán đứng hắn, hắn là người kiêu ngạo như vậy, bị người khác nghi ngờ tài nghệ đan thêu, hắn thả không cần Cẩm Vương. Hắn lại thắp đèn khắp lâu đài. Không giống như trước đây, đó là một cách truyền đạt tình cảm. Hắn đang tức giận, hắn muốn nàng thấy sự phẫn nộ của hắn. Nếu nàng đứng trong sân, nàng nhất định sẽ thấy Triệu Tu Duyên đang phẫn nộ nhìn mình. Khăn gấm ngoài ý muốn rơi vào tay Dương Tĩnh Uyên. Hắn là người Dương gia, nàng không thể giải thích với Triệu Tu Duyên. Dù giải thích, người Dương gia cũng sẽ biết đồ án khăn gấm giống hệt đấu gấm. Nương tử, ngươi đang nhìn gì vậy? Không có gì. Dương Tĩnh Uyên trong thư muốn giải thích chuyện này sao? Quý Anh cúi xuống nhặt thư, đặt vào gương. Nàng quyết định, nếu người Dương gia nghi ngờ tài nghệ của Triệu Tu Duyên vì khăn gấm này, nàng sẽ nói là đã thấy được đấu gấm của Triệu gia, rồi mới bắt chước học thêu. Rửa mặt xong, nàng mang theo Lăng Nhi đến chính viện. Dương Tĩnh Uyên về đến nhà đã gần trưa, vừa tới cửa, Dầu Vừng từ trên bậc thang nhảy xuống, hối hả nói. Lang quân, ngài đi đâu vậy? Vào nhanh lên, phu nhân chờ ngài cả đêm. Biết rồi. Hắn nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho người gác cổng, cùng Dầu Vừng đi về chính viện. Biết phu nhân tìm ta có việc gì không? Dầu Vừng nhìn quanh một chút, nói nhỏ. Hôm qua ngài cùng Triệu gia lang quân tranh chấp, tứ lang quân tố cáo với phu nhân. Sau dạ tiệc ngài không thấy đâu, phu nhân liên tục hỏi ngài đi đâu. Tiểu nói ngài cùng Tang lang quân đi uống rượu. Thông minh. Dương Tĩnh Uyên khen Dầu Vừng. Đi nói với Tăng Thập Tứ, đừng lỡ miệng, mau đi. Dầu Vừng ứng lời, xoay người ra khỏi phủ. Vừa vào cửa, Dương Tĩnh Uyên thấy trên bàn tròn bày biện điểm tâm. Dương Thạch Thị vừa ngồi xuống. Hắn hít mũi một cái, đói bụng liền gọi. Con chào mẫu thân, thơm quá. Dương Thạch Thị cười sẵn giọng. Lại đi đâu chơi nữa? Cả đêm không về phủ, cũng không dặn người báo tin. Mau ngồi xuống ăn cơm cùng mẫu thân. Gọi phòng bếp, nấu thêm chầu thịt xấu hổ thang bánh. Dương Tĩnh Uyên không từ chối, mở áo ngồi xuống. Tối qua hắn uống vài chén rượu ở tán hoa tiệc, sáng sớm vào thành, cũng không ăn điểm tâm. Thức ăn thật ngon lành. Ăn ngon, lớn mạnh lên. Dương Thạch Thị vừa ăn một chén cháo kê và hai cái bánh bao cửa ma, vừa cười nhìn Dương Tĩnh Uyên ăn hết một bồn thang bánh. Sau khi xúc miệng, bưng ly trà cam lộ, Dương Tĩnh Uyên hỏi. Nghe Dầu Vừng nói, mẫu thân sốt ruột tìm con. Dương Thạch Thị ra hiệu, những người hầu hạ bên cạnh lặng lẽ lui ra ngoài. Lúc này Dương Tĩnh Uyên mới cảm thấy có điều gì đó bất thường. Mẫu thân, hôm qua phụ thân đã răn dạy, nhi tử nên chịu đựng, không nên gây rắc rối với Triệu Nhị Lang. Dương Tĩnh Uyên nghĩ rằng việc này, lên trước để tố cáo sai. Nhị ca khuyên, cuối cùng cũng không có gây chuyện. Ngài đừng nghe Tứ Lang nói bậy, mẫu thân biết ngươi là đứa bé ngoan. Dương Thạch Thị từ ái nói, trong mắt dâng lên một tia xúc động. Dương gia bảo vệ Cẩm Vương hơn 20 năm, bị Triệu gia cướp mất. Như bị tát vào mặt Dương gia vậy, ai trong lòng cũng không thoải mái. Đại ca ngươi bên ngoài cố cười, về nhà lại tự mình quỳ một đêm ở từ đường, không ai khuyên nổi. Dương Tĩnh Uyên phủi bụi đứng dậy. Đại ca còn quỳ trong từ đường, để con đi khuyên hắn về. Đã bị cha ngươi đuổi về phòng rồi. Ích Châu Thành nhiều người tài giỏi. Dương gia giữ vững hơn 20 năm thắng lợi, đã là kỳ tích. Cao thủ nhiều vô kể, tài nghệ không bằng người, cũng không có lý do chiếm giữ Cẩm Vương mãi. Dương Thạch Thị cười bảo hắn ngồi xuống, giọng nói hòa nhã. Nghe Tứ Lang nói, ngươi với Triệu Nhị Lang chưa gì đã tranh chấp. Ngươi không nói gì, hắn đã nhảy dựng lên muốn gây sự. Nghe nhị ca ngươi nói, chuyện gì giữa ngươi và hắn, rốt cuộc là thế nào? Một chuyện tranh chấp nhỏ chưa đến mức đánh nhau, đáng để mẹ cả hỏi kỹ vậy sao? Dương Tĩnh Uyên nhạy cảm nhận thấy điều khác thường, trong ngực mảnh khăn gấm lại nóng lên. Chương 69. Dương Thạch Thị thường hay quở trách hắn, cứ nói đi nói lại rằng bà đã chở hắn suốt đêm. Chỉ là một cuộc tranh chấp nhỏ thôi mà, từ nhỏ đến lớn, hắn thường gây chuyện, đánh nhau và làm những điều rắc rối, mỗi lần đều khiến mẹ kế tức giận. Bình thường bà ấy rất bình tĩnh như núi Thái Sơn, nhưng lần này lại chở hắn suốt đêm. Bà ấy lo lắng, không phải vì hắn không về nhà suốt đêm. Hắn cố ý biểu lộ vẻ mặt khinh bỉ. Hắn nghĩ mình là ai chứ? Chỉ vì có Cẩm Vương mà có thể dẫm lên mặt mũi Dương ra sao? Thật không thể ưa nổi cái dáng vẻ ngang ngược đó. Nếu hôm qua cha không dặn dò phải rộng lượng, thì một tay con cũng có thể thu phục hắn. Dương Thạch Thị cười phì. Một tay mà thu phục được người ta sao? Ồ, ngươi cứ nghe lời cha ngươi, nhưng không biết tình hình ra sao à? Tiết Độ Sứ Đại Nhân đang có mặt ở đó. Nếu ngươi lỗ mãng, Ngưu Phó Đô Đốc sẽ trực tiếp tống ngươi vào ngục. Đánh ngươi chết cũng đáng đời ngươi. Liệu có phải là Tiết Độ Sứ bên cạnh mặt đen và béo không? Hắc hắc, may là Ngưu Thất Nương giống mẹ nàng. Lúc trước Tăng Thập Tứ đều sợ, nói thẳng rằng nếu Ngưu Thất Nương lớn lên giống Ngưu Phó Đô Đốc, hắn thà nhảy sông thắt cổ chứ không bao giờ cưới nàng. Dương Tĩnh Uyên nghĩ đến Nghiêu Thất Nương, lại nghĩ đến Nghiêu Ngũ Nương. Hắn hớn hở nói với Dương Thạch Thị. Mẫu thân, không cần con đánh Triệu Nhị Lang. Đợi đến đêm tân hôn, khi vạch trần khăn voan của Nghiêu Ngũ Nương, hắn sẽ phun máu ra mặt đường. Câm miệng. Dương Thạch Thị giận dữ mắng. Càng nói càng không giống lời nói. Nghiêu Ngũ Nương vốn là mỹ nhân, chỉ vì bị bệnh đậu mùa mà để lại sẹo. Đó đâu phải lỗi của nàng. Sao ngươi lại chế giễu một người đáng thương như vậy? Nếu như Nghiêu Ngũ Nương ôn nhu nhã nhặn, là người tốt, hắn sẽ không như vậy. Dương Tĩnh Uyên nhớ lại lần gặp ở Nghiêu gia, tức giận đến cắn răng, nổi gân xanh ở Thái Dương. Hắn bĩu môi hừ một tiếng nói. Thôi, ta là đại nam nhân, không thèm so đo với nàng. Dù sao thì nàng và Triệu Nhị Lang cũng vừa vặn, đúng là một đôi. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt hắn. Đỉnh đầu buộc tóc tơ vàng rực rỡ, làm nổi bật khuôn mặt hắn như mặt trời buổi sáng. Trong ba anh em, chỉ có hắn là tuấn tú nhất. Sự kiêu ngạo mạnh mẽ này là do Dương Thạch Thị nuông chiều từ nhỏ. Dương Tĩnh Uyên chuyển hướng đề tài, tận dụng sự hỗn loạn từ nhỏ đến lớn. Nhưng hắn đánh giá thấp mẹ kế của mình. Dương Thạch Thị cầm chén trà uống, trong mắt lóe lên niềm vui như kim cương. Tiểu tử ngốc! Ngươi gây tranh chấp với Triệu Nhị Lang chẳng phải vì một cô gái sao? Ngươi sợ mẹ khiển trách à? Mẹ đã cố ý tản đi đầy tớ, chỉ sợ ngươi thẹn thùng. Nói đi, ngươi thích tiểu nương tử nhà ai? Ngươi cũng đã trưởng thành, cha ngươi cũng nói nên đính hôn cho ngươi. Đi Quý gia cầu hôn, Dương Tĩnh Uyên tim đập như hươu chảy. Hắn né tránh ánh mắt của Dương Thạch Thị, lầm bầm. Mẫu thân nghe tin từ đâu vậy? Với vẻ đẹp của con, Triệu Nhị Lang làm sao tranh nổi với con? Con còn muốn chơi thêm 2 năm nữa. Tăng Thập Tứ cũng chưa thành thân, con gấp gì chứ? Nhìn vẻ mặt hắn, cũng biết hắn không nói thật. Dương Thạch Thị lười cằn nhằn thêm, đưa tay ra. Bức khăn gấm làm Triệu Nhị Lang biến sắc đâu rồi? Lấy ra cho mẹ xem một chút. Quả nhiên, là vì khối khăn gấm của Quý Anh Anh. Dương Tứ Lang não không phát triển, duy nhất có thể chú ý đến khăn gấm, chính là bên cạnh nhị ca Dương Tĩnh Nham. Tiểu Bạch Nhãn Lang, Dương Thạch Thị oán hận mắng hắn một câu. Đại ca ngươi vì Cẩm Vương mà khổ sở, ngươi còn che giấu. Mẫu thân thật sự thương ngươi. Lời nói đến mức này, Dương Tĩnh Uyên không thể chống chế nữa, đành xin lỗi Dương gia. Nếu không đưa ra, mẹ cả cũng sẽ tìm đến Quý gia phường nhuộm. Hắn móc ra khăn gấm và quăng lên bàn. Khăn này có liên quan gì đến Cẩm Vương? Nàng chỉ theo Triệu Nhị Lang đấu Cẩm Tú mà thôi. Dương Thạch Thị chỉ nghe Dương Nhị Lang nói, thấy bức khăn gấm trong tay Tam Lang, bông hoa cúc trên đó đột nhiên biến mất, giống hệt như gấm. Nàng cầm lấy khăn nhìn lên, ánh mắt liền thay đổi. Dương Tĩnh Uyên không nghĩ Quý Anh Anh lại dính líu vào vụ tranh Cẩm Vương, ưỡn mặt đi tới gần nhìn. Mẫu thân, chẳng phải là kỹ thuật thêu khéo léo sao? Triệu gia không phải đã nói muốn công khai bức Lâm Giang Tiên phối màu cùng đan pháp. Hiểu được kỹ thuật phối màu ai cũng có thể thêu, thêu ra đa dạng không có gì đặc biệt quý hiếm cả. Dương Thạch Thị bóp hai góc khăn gấm nhẹ nhàng chuyển động, mặt vải theo ánh sáng biến hóa sống động. Nàng đắm chìm trong việc thưởng thức bức tranh thêu này, tán thưởng. Đây là thêu hai mặt trong thục thêu, bước đấu gấm của Triệu gia có thể hoạt động, ngoài việc phối màu, còn tham khảo tài nghệ thêu hai mặt khi dệt bằng máy. Triệu lão thái gia nói công bố phương pháp phối màu cùng đan pháp, dù viết ra giấy cũng không học được. Triệu gia vì đan bước đấu gấm này, đã lắp ráp tân đan cơ. Không có đan cơ của Triệu gia, người khác biết rõ phương pháp cũng không đan được. Mẹ cả đã nhìn ra, Dương Tĩnh Uyên còn giả vờ ngu. Thêu hai mặt à, chúng ta có nhiều tú nương trong thêu phường mà, có gì đặc biệt đâu, đừng lừa ta. Rõ ràng Triệu gia học bức tranh thêu này mới đan ra bức Lâm Giang Tiên Cẩm Vương. Dương Thạch Thị đặt khăn lên bàn, tâm trạng vui vẻ. Tam Lang, ngươi thật sự thích Quý gia nhị nương. Dương Tĩnh Uyên nghe đầu óc ong lên, bối rối. Hắn muốn gật đầu, muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt rơi vào bức khăn gấm, đầu hắn không thể gật xuống. Dù ngu ngốc cũng hiểu, mẹ cả không quan tâm mình có thích hay không. Nàng nhìn trúng tài nghệ của Quý Anh Anh, đi cầu hôn. Quý Anh sẽ nhìn hắn thế nào? Từ khi biết nàng, từng hình ảnh nhỏ nhặt như nước chảy qua đầu hắn. Hắn biết rõ đây là thời cơ tốt nhất để cầu hôn. Trong lòng hắn rất muốn nhưng lại có một chút kiêu ngạo như kim châm vào lòng. Hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không muốn vì tài nghệ của nàng. Hắn chỉ thích nàng hoạt bát, thích tính cách như tiểu lạt tiêu của nàng. Dương Tĩnh Uyên mím chặt môi, Triệu Nhị Lang muốn kết hôn với Nghiêu Ngũ Nương. Hắn còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội để cầu được nàng niềm vui. Hắn muốn nàng nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn Triệu Nhị Lang. Hiện tại đi cầu hôn, như cắt một cành hoa từ cây, đặt vào bình. Mà hắn muốn đem hoa trồng vào đất của mình, để hàng năm ngắm hoa nở. Hắn tim đập mạnh và loạn nhịp do dự, Dương Thạch Thị nhìn rõ ràng, cười nói. Đừng thẹn thùng, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Mẹ sẽ làm chủ cho ngươi. Gả ai mà không gả, gả cho mình, hắn sẽ đợi nàng tốt cả đời. Chẳng lẽ để nàng vội vàng gả cho Triệu Nhị Lang? Dương Tĩnh Uyên hạ quyết tâm, đứng dậy cúi thấp đầu trước Dương Thạch Thị. Đa tạ mẫu thân. Dương Thạch Thị vui vẻ không giấu nổi nụ cười. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Dương Tĩnh Uyên đi được vài bước, lại quay đầu nhìn khối khăn gấm. Dương Thạch Thị cười nói. Ta sẽ đưa cho đại ca ngươi xem qua một chút, đi thôi. Dương Tĩnh Uyên đồng ý, có chút ngượng ngùng nói. Mẫu thân, khi đi cầu hôn, đừng nhắc đến khối khăn gấm này nhé. Sợ Quý Nhị Nương nghĩ ngợi, Dương Thạch Thị gật đầu cười. Đợi Dương Tĩnh Uyên đi, bà ung dung thở dài nói. Có vợ rồi thì quên mẹ, đúng là như vậy. Bà phân phó người đi gọi Dương Tĩnh Sơn và Dương Tĩnh Nham đến, cúi đầu xem xét khối khăn gấm, lẩm bẩm. Ngựa tốt cần hàm thiếc và dây cương. Phường nhuộm Hoán Hoa gia tiểu nương tử cũng xứng đôi. Chương 70. Đợi đến khi Dương Tĩnh Sơn và Dương Tĩnh Nham xem kỹ tấm khăn gấm kia, những gì họ nói với Dương Thạch Thị lại khác với những gì Dương Tĩnh Uyên nghe được. Lá cây là loại tơ lụa tốt nhất ở phía đông đường. Nhụy hoa là loại gấm nổi tiếng nhất của phố nhỏ phía tây. Những màu phấn này được làm từ gia truyền của nhà Dư và nhà Châu với bột hoa ngọc lan và bạch đào. Dương Đại Lang thuộc lòng như lòng bàn tay, sau cùng hít một ngụm khí lạnh. Nương, nàng ta hiểu rất rõ về các xưởng nhuộm tơ của Ích Châu. Ích Châu có hàng ngàn xưởng nhuộm tơ, cùng một loại tơ hồng nhưng lại có những khác biệt nhỏ nhất. Nàng có thể phối màu rất tài giỏi. Dương Nhị Lang tiếp lời. Ta thấy để thêu được bức tranh Mây Tan Trăng Hé này cần đến 12 loại màu. Nương, ta và đại ca có cùng ý kiến. Triệu gia chuyên về gấm, đặc biệt là loại gấm hai mặt. Chúng ta có thể nghiên cứu chế tạo đan cơ. Nếu không có phối màu như vậy, chắc chắn đan cơ không thể làm nổi bức tranh. Dương Thạch Thị cẩn thận nói. Đây mới là giá trị của nàng. Nhân tài như vậy, Dương gia phải có được. Nàng mỉm cười. Tam Lang đã để mắt đến nàng. Nương định cầu hôn nàng cho Tam Lang. Hai anh em Dương Tĩnh Sơn nghe vậy mừng rỡ. Nàng trở thành tức phụ của Dương gia, giúp Dương gia phát triển nghề gấm, lại còn thành toàn nhân duyên cho Tam Lang. Đúng là vẹn toàn đôi bên. Chỉ có như vậy mới có thể mời nàng vào Dương gia chúng ta. Dương Thạch Thị khẽ nhíu mày nói. Ta lo rằng Triệu gia sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng không sao, nương sẽ lo liệu. Quý Anh hồn nhiên chưa biết gì. Trong một đêm, Dương Thạch Thị đã quyết định thay Dương Tĩnh Uyên cưới nàng vào cửa. Nàng cùng Quý Thị dùng điểm tâm. Hai mẹ con ngồi cùng nhau thêu thùa may vá. Quý Diệu Đình vội vã đến. Hai mẹ con rất ngạc nhiên. Quý Thị buông việc trong tay hỏi. Đại Lang, chẳng phải con cùng Quý Phú đi mua thuốc nhuộm sao? Sao lại đột ngột trở về? Quý Diệu Đình nhìn Quý Anh một cái, nghĩ rằng muội muội sớm muộn cũng sẽ biết, nên nói thẳng. Vừa ra khỏi cửa, Triệu Nhị Lang đến. Ta thấy người hắn không bình thường, toàn thân mùi rượu. Hắn la hét muốn gặp muội muội. Ta sợ láng giềng bị quấy rối, nên đành dẫn hắn vào. Cái gì gọi là người không bình thường? Hắn không phải là không uống rượu sao? Quý Anh căng thẳng, tay lập tức đổ mồ hôi, đến nỗi kim cũng không giữ nổi. Thấy mẫu thân và ca ca đều nhìn mình, nàng vội đứng lên, bưng khay đựng đồ thiêu. Nương, ngài bảo hắn đi đi. Hai nhà không có duyên phận, sau này đừng đến tìm con. Con sẽ ở trong nhà thiêu thùa. Bên ngoài động tĩnh nàng nghe rõ, không phải là nàng không muốn gặp Triệu Tu Duyên, mà là không cần thiết gặp lại nữa. Gặp lúc dễ dàng đừng lúc khó, tội gì tìm thêm phiền phức cho mình. Quý Thị nhìn theo bóng dáng con gái vào phòng với ánh mắt phức tạp, rèm cửa nhẹ nhàng rung rinh, khiến lòng Quý Thị cũng lắc lư theo. Tin tức lan truyền nhanh chóng, cả Tam Đảo Yền và Ích Châu Thành đều biết Tân Cẩm Vương gia muốn kết hôn với tiểu thư Ngưu gia Phó Đô Đốc. Triệu Tu Duyên sao còn tìm anh nữa? Trong lúc đang suy nghĩ, Quý Diệu Đình đã dẫn Triệu Tu Duyên vào. Triệu Tu Duyên mặc một bộ đồ tơ lụa xanh bình thường, áo quần nhiều nếp nhăn và thấm đẫm vết rượu. Trên cằm hắn mọc đầy râu xanh mượt, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Bộ dạng này làm Quý Thị giật mình. Nhị Lang, ngươi mệt mỏi hay bệnh sao? Sắc mặt không tốt lắm. Quý Thị nghĩ rằng sau khi đấu gấm kết thúc, Triệu Tu Duyên đã gắng gượng suốt một tháng, vừa thả lỏng tâm tình thì bệnh tật liền ập tới. Triệu Tu Duyên mở áo, quỳ gối trước mặt Quý Thị, đầu lắc lư, nhưng không nói lời nào. Người đại đường rất khó khăn khi quỳ xuống, cúi thấp đầu, khom lưng là đại lễ. Quý Thị hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế, không dám nhận lễ của hắn. Quý Diệu Đình cũng sợ hãi, tiến lên đỡ Triệu Tu Duyên, cố gắng kêu hắn đứng dậy và đưa hắn ngồi lên ghế bành, tức giận nói. Triệu Nhị Lang, ngươi đang làm gì vậy? Trên mặt Triệu Tu Duyên lộ vẻ sầu thảm, hắn nắm lấy tay của Quý Diệu Đình. Đại Lang, để ta gặp anh. Quả nhiên vẫn là vì muội muội. Quý Diệu Đình tức giận gạt tay hắn ra, giận dữ nói. Triệu Tu Duyên, ngươi đã đính hôn với Nghiêu Ngũ Nương. Năm trước đã phải đón dâu, ngươi còn tìm muội muội ta làm gì? Làm cái gì? Triệu Tu Duyên như khóc mà không phải khóc, như cười mà không cười, giọng khàn khàn, khó nghe. Ta biết, ta không thể cưới nàng, ta lại không thể tìm nàng, ta còn đến đây làm gì? Hắn loạng choạng đứng lên, chán nản hành lễ với Quý Thị, rồi chắp tay chào Quý Diệu Đình, từng bước nặng nề ra ngoài. Quý Thị và Quý Diệu Đình trao đổi ánh mắt, rồi Quý Diệu Đình đuổi theo hắn. Khi tới cửa, hai người hầu vội vàng tiến lên đỡ hắn. Triệu Bình nhỏ giọng nói với Quý Diệu Đình. Lang quân nhà ta tối qua uống rượu suốt đêm, sáng nay mới bị lão gia phu nhân dạy dỗ. Lang quân trong lòng rất khó chịu. Triệu Tu Duyên nghe thấy, xoay người tát vào mặt hắn, giận dữ nói. Ai bảo ngươi nói lắm, Nhị Lang. Quý Diệu Đình tiến lên ngăn lại, thở dài khuyên nhủ. Nhị Lang, nhân duyên là do duyên số. còn phải chú ý môn đăng hộ đối, ngươi không nên quá khổ sở, lệnh của cha mẹ không phải lỗi của ngươi, nhà chúng ta sẽ không trách ngươi, ngươi và muội tử ta không có duyên, ngươi tự hành hạ mình thế này, nàng cũng không chịu nổi. Đi thôi. Mắt Triệu Tu Duyên đỏ lên, nắm lấy cánh tay Quý Diệu Đình không buông. Đại Lang, ta chỉ muốn nói thêm vài lời với nàng. Giọng hắn nghẹn ngào, nhìn Quý Diệu Đình cũng đau lòng. Nói thêm cũng vô ích. Quý Anh Anh ôm khay đựng đồ thêu ngồi trên giường trong nhà, nghe động tĩnh bên ngoài, lòng vốn bình tĩnh giờ lại trở nên bất an. Nàng ném khay đựng đồ thêu, bước nhanh xốc rèm cửa đi ra ngoài. Anh Anh. Thấy nàng đột nhiên xuất hiện ở cửa, Triệu Tu Duyên như hóa đá. Hắn buông tay Quý Diệu Đình, liên tục chỉnh lại áo bào, cười ngốc nghếch. Ngươi ở đây à? Vừa mở miệng, Quý Anh Anh liền ngửi thấy mùi rượu. Mắt nàng đỏ hoe, chỉ vào hắn mắng. Ngươi không biết uống rượu mà uống làm gì? Nhìn ngươi hiện tại thành ra thế nào? Bị Cẩm Vương làm điên rồi à? Ta sẽ về rửa mặt rồi đến gặp ngươi. Mắt Triệu Tu Duyên đột nhiên sáng lên, xoay người đi ra ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta. Quý Anh Anh nổi cáu quát. Thấy Triệu Tu Duyên nghe lời quay lại, ngơ ngác nhìn mình, Quý Anh Anh nước mắt liền rơi. Tu Duyên ca ca, sau này đừng tìm ta nữa. Ngươi về nhà tắm rửa, ngủ một giấc rồi tỉnh táo lại. Ta cũng sẽ đính hôn và lập gia đình. Nàng gần như ngay lập tức đưa ra quyết định. Thấy mắt Triệu Tu Duyên càng mở to, Quý Anh Anh không kìm nổi quát. Ta đã đính hôn với Thịnh Đại Lang. Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ coi thường ngươi. Nàng quay đầu chạy vào trong nhà. Anh Anh. Triệu Tu Duyên như đột nhiên hiểu ra, nắm lấy tay nàng. Ngươi lừa ta. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.